Quý vị và các đồng chí thân mến, vào lúc này thì ở Alabino, ban tổ chức của cuộc thi xe tăng hành tiến RB Game 2020 đang hiệu chỉnh kỹ thuật thao trường. Chính vậy mà trận bán kết giữa hai đội Myanmar và Việt Nam ở nội dung xe tăng hành tiến vẫn chưa thể tiếp tục. Chúng ta đã được theo dõi những hình ảnh thi đấu của kíp xe tăng thứ hai của cả hai đội. Và cuộc thi sẽ còn trở lại sau khoảng 40 phút nữa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bản tin quốc phòng buổi tối ngày hôm nay và chương trình tường thuật và bình luận xe tăng hành tiến ở RB Game 2020 của chúng tôi sẽ trở lại sau khi kết thúc bản tin. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã để lại bài học sâu sắc về tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước trong xây dựng và phát triển đất nước. Cơ quan của Bộ Tổng tham mưu đã tích cực chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần tăng cường tiềm lực thế trận, nhất là thế trận lòng dân vững chắc ở các khu vực phòng thủ và trên cả nước. Toàn bộ thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Đà Nẵng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày 3, 4 tháng 9. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày